dùng trứng thanh tịnh trang nghiêm thân mình. Trang nghiêm không phải là làm cái gì dễ dàng bên ngoài đúng không, mà dùng cái thanh tịnh để trang nghiêm. Cho nên đó là có một ngày nào đó mình ngủ thức dậy, tâm mình rất là an. Bữa đó mình ngồi thiền cũng rất là an, rất là thanh tịnh. Xả thiền ra chụp hình liền đi. Tôi nói thiệt, cách chụp hình liền đi. Thấy rõ ràng là mình sẽ đẹp hơn tất cả cái tấm hình trước giờ đã từng chụp. Thử bữa sẽ biết liền. Cái lúc cái tâm mình tịnh, cái khí sắc mình nó đẹp lắm, không có diễn tả được. Chúng ta thử gọi kiến thôi, mình nếu không chụp hình mà gọi kiến mình cũng thấy rất khác, nhưng mình không lưu được cái bóng trong lúc đó, không lưu được cái hình trong lúc đó. Nhưng Bồ Tát thì cái đẹp của các vị là luôn luôn các vị ở trong cái chỗ thanh tịnh, cho nên cái khí lượng của các vị á nó lạ, không có giống người phàm. Phải dùng cái từ là lạ, không giống người phàm. Chúng ta nhìn trong cái ánh mắt của họ thì nó chứa một cái gì đó ngộ lắm. Nó không có giống cặp mắt bình thường. Nó không phải là cặp mắt đẹp, nhưng mà nó dung chứa bao nhiêu chúng sanh, bao nhiêu cái từ tâm, bao nhiêu cái trí tuệ trong đó, nó lạ thường lắm trong cái đôi mắt á. Và cái lộ cái thần tướng của họ, cái thanh tịnh nó có một cái thần tướng, nó có một cái uy đức kỳ cục lắm. Uy đức không có nghĩa là làm cho người ta khiếp sợ, nhưng mà uy đức là nó có một cái thân cận rất lạ lùng với tất cả chúng sanh, dù cái chúng sanh đó không phải là người thân của mình. Nhưng mà chỉ cần nhìn thấy cái vị này thôi là mình có một cái cảm giác giống như là thân thuộc hồi nào kỳ lắm. Thế gian nó dễ bị lầm lẫn ở chỗ này lắm. tưởng là mình gặp duyên xưa nghiệp cũ, nhưng mà không phải gặp Bồ Tát á. Phải duyên xưa nghiệp cũ gì đâu. Cái vị nó có một cái lực gì ngộ lắm. Từ cái chỗ thanh tịnh, nó được ví dụ giống như là một cái hồ nước mát rồi đó. Cái lực thanh tịnh nó giống một hồ nước mát, mà chúng sanh giống như là gì, đang đi trong cái sa mạc. Mình gặp hồ nước là muốn ào xuống mình tắm liền. Thì một vị Bồ Tát mà dùng cái thanh tịnh để trang nghiêm thân mình á, họ luôn có một cái gì đó rất là mát dịu, kỳ lạ, khác thường với một người bình thường. Thậm chí mình thấy họ thân hơn cái người thân trong gia đình của mình, mà mình không có giải thích được. Để cái đi hỏi người khác nữa là có nghiệp với ổng rồi đó. Là hiểu lầm, không có nghiệp duyên gì ở đây hết trơn á. Tại các vị dùng lực thanh tịnh để trang nghiêm thân mình, cho nên lúc nào cũng hòa dịu, cũng mát mẻ. Và chúng sanh thì thân cận, có cảm giác như là thân thuộc nhiều đời nhiều kiếp. Rất là kỳ như vậy. Đó là một cái sức ảnh hưởng rất là lớn của chư Phật và chư Đại Bồ Tát. Thành ra chúng ta thấy cái người giác ngộ đó, có nhiều khi chúng ta tới gặp là mình đi không có được, chào rồi cũng phải ngồi lại nói hoài mấy câu nữa không có chịu về, hiểu không? Có lỡ đi ra cũng muốn đi vòng 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 đó, chứ cũng muốn đi luôn, nó kỳ lắm. Nếu là chúng ta gặp một cái người mà thực sự giác ngộ, có một cái lực tâm thanh tịnh, có một cái sức bình an lớn á, thì họ giống như là một bể nước mát. Mình thì rõ ràng là với cái phiền não nóng bức của mình gặp một cái là mình cảm giác nó có một cái gì nó yên ổn lạ thường, nó xoa dịu cái gì ngộ lắm. Và thậm chí là mình mất ngủ, mình bị bất an, mình không thể ngủ được nhiều đêm. Mà chỉ cần mình ngồi chơi với người đó chừng khoảng nửa tiếng thôi là mình cảm nghe mình có thể ngủ được ngay tại chỗ đó. Kỳ lắm, nó có một cái sức gì ngộ lắm. Ở đây thì mấy cái nhà gọi là năng lượng thì họ giải thích về cái kiểu năng lượng. Do cái năng lượng thanh tịnh, năng lượng dương nó quá giải cái âm gì đó để người đó ngủ được theo cái kiểu âm dương, nhưng mà không có. Đây là lực thanh tịnh, sức bình an. Nếu mà nói trong Phật Pháp vậy đó, cái uy lực của cái sự thanh tịnh đó lạ thường, không phải là lấn áp mình, nhưng mà có thể trấn áp được nghiệp tập phiền não chúng sanh khi đối diện mình, để cho chúng sanh được yên bình. Đó được gọi là uy lực ở trong đạo Phật. Thật ra khi mà chúng ta, ví dụ như bây giờ mai mốt mà chúng ta đi dự những cái pháp hội, thì chúng ta sẽ thấy được cái lực của cái vị mà giảng sư á. Khi chúng ta vô mà chúng ta niệm Phật ba câu thôi, và chúng ta ngồi xuống, chúng ta có cái cảm giác rất là yên. Và suốt cái buổi học pháp đó, chúng ta nghe nó có một cái gì lạ lắm, chúng ta rất là yên và rất là thích thú để ngồi yên.
Đó là cái lực định của cái vị đó. Còn á hả, có những vị giảng ở trên mặc dù là rất là lớn tuổi mà cố gắng giảng hết sức, ngồi dưới súng nhau nói chuyện chứ cái lực không có đủ. Hoặc là nói thì rất là hay cho nên là nghe rất là êm tai, rất là ru hồn cho nên rất là dễ ngủ thì cũng có nhiều người ngủ luôn. Cái lực của một cái người đó nó tỏa ra để nó có cái sức ảnh hưởng đối với cái thính chúng, đó là lực. Thật ra nếu như một người mà có được cái tâm thanh tịnh để trang nghiêm thân mình rồi á, thì chúng ta thấy là cái uy lực đó nó lớn lắm, khiến cho cái người mà đối diện hoặc ở bên cạnh họ cảm giác yên bình. Họ không giải thích được. Thậm chí có nhiều người là dự định là phải tới gặp ông thầy đó phải hỏi cho nó đã, đúng không? Ở nhà chuẩn bị nhiều, rất là nhiều câu hỏi. Mà tới ngồi cái thấy ông thầy này không yên quá, cái tự nhiên cái mình bị yên theo, cái mình quên trần. Đi ra cái mình nói, ủa sao nãy tôi tính hỏi quá trời nhiều câu mà giờ tôi quên hết, tôi hỏi không được. Không phải là mình quên, nhưng mà cái lực thanh tịnh nó đủ sức để nó che chắn những cái động khởi của mình. Thật ra chúng ta mới thấy rõ ràng là trong cái pháp hội của Đức Phật ngày xưa, nhiều người được giác ngộ là cái lực của Đức Phật lớn đến mức độ mà có thể trấn áp được nghiệp tập phiền não của chúng sanh để rót được chánh pháp vào nơi họ, nơi tâm của họ, để họ có thể thức tỉnh, họ có thể giác ngộ, họ có thể chuyển hóa ngay tại chỗ. Thì lực đó mới là cái đại lực giác ngộ của chư Phật. Bởi vì cái phước một người mà được ngồi đối diện hoặc là ngồi trong pháp hội của Đức Phật là một phước rất là lớn. Chúng ta được ngồi ở trong pháp hội của một vị giác ngộ là cái phước lực đó nó lớn lắm, đủ để có thể nó làm cái gì đó lợi ích cho bản thân mình. Về cũng bật băng nghe cái bài đó nhưng mà thấy nó không mất cái lực à. Thì cái lực truyền tải ở trực tiếp nó là một cái nội lực rất lớn, công phu của một cái người mà truyền tải muốn nói lại cái điều gì cho mình nghe. Nó là một cái nội lực. Ra các vị Bồ Tát luôn luôn là trang nghiêm mình bằng cái sự thanh tịnh, luôn luôn giữ tâm mình thanh tịnh, được gọi là trang nghiêm thân. Thành ra thỉnh thoảng mình bất thần mình nhìn một người, họ từ trước giờ họ tu không có tốt, nhưng bữa đó họ tu tốt. Sáng bữa đó mình nhìn thấy mình giật mình, ủa sao người này thấy thay đổi quá. Họ đi cũng thay đổi, họ đứng cũng thay đổi, cái gì đó mình cảm giác nó nhẹ nhàng, nó thanh thoát, nó khoan thai gì đó. Nhưng mà hôm sau thì khác, tại sao họ động tâm lại rồi. Hôm sau là bước đi nặng trọc liền, không? Thì bước thấy lúng đất liền, nhưng mà bữa trước là đấy đi phơi phới, gần như là chân không chống đất. Chúng ta có thể coi cái bước đi kinh hành của một người sau thời ngồi thiền là chúng ta biết thời đó tu như thế nào. Chỉ cần dở chân để xuống bước đầu tiên là biết người này tu tốt, tu xấu, khỏi cần phải lý luận, khỏi cần phải trình bày. Thật ra mấy người mà nhọc thất để chuẩn bị trình kiến giải, thấy bước vô thất là khỏi cần muốn nói chuyện nữa. Khỏi cần muốn nói chuyện, thấy đi là biết rồi. Rồi thấy cười cười là biết rồi, thấy xá một cái là biết rồi, khỏi cần trình kiến giải mất công lắm. Có nói nữa cũng nói lăng xăng chơi, nhưng mình cũng gán ngồi mình nghe chơi cho nó mất thời gian vậy, chứ còn thấy đi vô là biết. Chúng ta phải thấy rõ là cái năng lực của tự tâm nó sẽ trang nghiêm cái thân của mình, cho khiến tất cả những cái hành động, cái thi vi, cái cử chỉ của mình nó ở trong cái cảnh giới của cái tâm đang hiện đó, tâm hiện tướng. Cho nên cái tâm mà nó vượt thoát thì cái tướng nó sẽ thanh thoát nhẹ nhàng, mà cái đó không có diễn tả được. Cái tâm chúng ta mà càng động chừng nào thì chúng ta thấy càng nặng nề, nặng trọc chừng đó. Mình ngồi đó, ví dụ như mình thấy một người đi tới muốn gặp mình để nói chuyện, mà mình thấy cái kiểu đi của họ là thế nào cũng nói cái chuyện phiền não à. Không bao giờ nói chuyện vui tươi, đi cái kiểu này thấy nặng như mang cái núi vô rồi, thế nào rồi cũng có chuyện rồi. Không thể nào tránh được. Đi từ xa là mình đã thấy nặng nề rồi, họ đã mệt mỏi gánh vác bao nhiêu phiền não đi kiếm mình. Đi từ xa là nguyên một cái núi phiền não tới, nó tránh được đâu mấy chuyện đó đâu. Cho nên là cái tâm của mình mà thực sự thanh tịnh thì là một cái lực rất lớn. Và các vị mà có cái năng lực thanh tịnh tốt á, thì chỉ cần họ hướng tâm tới mình thôi là đủ để có thể thay đổi nhiều chuyện của mình lắm á. Cho nên ai mà có được cái duyên may, đúng không, này nói chuyện về cái chỗ mà ở thế gian mà họ thích cái chuyện mà xông đất á, ở đầu năm á,
Mà được cái vị này đi tới nhà mình cái ra là bảo đảm năm đó làm ăn tốt. Không có thể nào mà không tốt được. Cái lực của họ lớn lắm, đủ để có thể quá tán được tất cả những cái phiền muộn ở trong gia đình đó khi họ đi tới. Chỉ cần đi vòng đi ra không thèm nói một câu nữa là đủ để có thể mình bình yên cả năm. Có những người có lực lớn như vậy. Và chui khi mà chúng ta đi tới cái bốn cái chỗ động tâm của Đức Phật ở Ấn Độ, chúng ta mới thấy cái lực đó kinh khủng lớn. Cho nên cái chỗ nào mà có người tu tốt thì Phật tử tới đó hưởng đã luôn. Chúng tôi phải dùng cái từ như vậy. Hưởng đã là hưởng đó, mà có tăng ni tu tốt à. Thì chúng ta giả bộ ngồi sau lưng chơi thôi. Hưởng mệt xỉu. Nếu mà buổi thiền đó đó mà chỉ cần cho hai người thanh tịnh thôi, trong một cái thiền đường chỉ cần có hai người thanh tịnh thôi là cả chúng nó được hưởng. Hưởng đã luôn. Thật ra là chúng ta có thể đo được cái năng lượng nếu sử dụng máy. Nếu mà có máy đo năng lượng, chúng ta sẽ thấy cái dao động, cái dao động năng lượng của cái người đó ở một cái sức thanh tịnh bình yên, và nó lớn ghê lắm. Họ càng thanh tịnh chừng nào cái lực nó càng rộng chừng đó, và nó soi dịu được xung quanh. Cho nên có nhiều khi có những Phật tử bị phiền não chuyện gia đình, đi tới với một vị hòa thượng khóc quá trời quá đất luôn, đợi nghe hòa thượng xin thầy dạy con câu cái chuyện con không cách nào giải quyết được, con bị bế tắc thế này thế kia. Cái hòa thượng nói thôi không sao đâu con, về hết rồi con. Lại ổng đi về hết thiệt, nó cần có làm thêm gì không, nói một câu vậy mà hết đó. Còn là giải thích thế này nè, giải thích thế kia, giải thích thế nọ, đủ thứ chuyện, họ về họ cũng bế tắc tiếp. Đó gọi là năng lực thanh tịnh. Cho nên năng lực này nó không phải là năng lượng theo cái kiểu của các nhà năng lượng, mà năng lực thanh tịnh này là nó một cái tầng khác đi, cái tầng của tâm. Và ở những người có chiều sâu tâm linh mới hiểu nổi điều này. Chúng ta không có tưởng nổi đâu, cái vị đó đi hả, là ở phía trước đó, nó có một cái sự dọn dẹp gì kỳ cục lắm. Ít ai biết lực của cái người đó đi là luân thiên hộ pháp đã dàn trận ở phía trước. Chứ không phải đơn giản. Thật ra là thường ở chúng ta thấy nha, ở mấy cái đại lễ lớn á, không? Đại lớn nhất là mấy cái đại giới đàn, thì cái buổi mà gọi là rước các vị mà thập sư đi tới, nào là tù già rồi ốc rồi dù rồi lọng rồi khánh rồi chuông rồi bê rồi tích vân vân. Đủ thứ cờ phướng đi rần rật rần rật rần rật hơn nước rước vô nữa, đúng không quý vị? Có dự cái giới đàn rồi, nhưng mà tội cái là giới tử lúc đó dạ lại gục đầu đất đâu có ngước lên để dòm đâu. Giới tử không thấy nổi cái cảnh đó thì ghê lắm. Thì cái lực đó là cái hiện tướng bên ngoài thôi, đó là cái giới tướng rồi. Nhưng mà khi một người thanh tịnh thì cái lực gấp cả trăm lần cái đó. Chúng ta đang ngồi ở đây, ví dụ như giờ chúng ta đang ngồi vô chuẩn bị nghe buổi giảng đi, thì một vị giảng sư mà chuẩn bị đi tới không có cần mấy người này thông báo đâu, là chúng ta nghe nó có một cái gì rúng rính mình đó. Đó là lực của các vị đã tới rồi đó. Mặc dù là chưa tới pháp tòa, chưa vô pháp hội, nhưng mà họ đã tác ý đi xuống, đi tới cái pháp hội đó, là chúng ta thấy có cái lực tới liền. Còn ví dụ như mà ai mà kinh nghiệm đi nha, ví dụ chúng ta đã từng đi dự các cái giảng đường, thì giới thiệu là buổi sáng đó là cái vị, chiều nay là cái vị hòa thượng đó giảng, nhưng mà ban tổ chức nhận được cái điện tín là bất ngờ là trước cái giảng 10 phút là hòa thượng không có tới pháp hội mình. Và cũng không thông báo, sợ thông báo thính chúng đi về cho nên đến luôn. Tới phút cuối mới thông báo. Thì quý vị, chúng ta chỉ cần nghe cái thông báo là thính chúng họ đứng về để cung nghinh giảng sư là chúng ta nghe cái lực nó tản ngộ lắm. Tức là cái vị nếu mà không có đức tới, cái lực nó khác lắm. Chuẩn bị vô pháp hội thôi là cái lực nó đã khác rồi. Nhưng mà mình phải, cái tâm mình phải tương đối yên ổn, mình phải nhận ra được cái điều này. Thật ra là ở một cái lớp học
ở môi trường, nhất là môi trường học Phật pháp, mà cái giảng đường nào mà nhiều giảng sư á, nhiều giảng sư thì mà chúng ta liên tục nghe từ giảng sư này qua tới giảng sư kia, và nghe cái đầu tiên của cái vị giảng sư niệm Phật và đi vô pháp hội, vô pháp hội và niệm Phật thôi, là chúng ta biết là nên ngồi nghe tiếp hay là nên rút lui. Chúng ta sẽ nghe có một cái gì đó nó lạc từ cái buổi ban đầu khi mà nghe thông tin cái vị đó, mặc dù là nghe tối vị này rất là nổi tiếng này nọ nọ kia, giảng rất là hay, rất là hấp dẫn, nhưng mà cái nội lực của người đó bước vào pháp hội là chúng ta cảm được là vị này như thế nào. Thật ra cái nội lực thanh tịnh nó có một cái sức mạnh rất là lớn. Ví dụ nha, mình thấy một người đau trước mắt mình cũng muốn vuốt cho họ hết đau, thấy đau mình thương thôi, nhưng mà cái lực, cái tình thương của mình á, nó không có thực xuất phát từ cái lòng từ, mà nó phát động từ cái não bộ thôi. Rồi cái lực nó không có đủ lớn, cho nên chúng ta, người ta đau mình vuốt, mà họ có nhiều khi họ đau thêm. Nhưng mà người họ không phải thầy thuốc, nhưng mà họ có một cái loại năng lực tình thương lớn, tức là họ rất là thương, họ rất là quý cái người này. Họ bị cảm xúc khi thấy người khác đau, chứ không phải tình thương bình thường. Đây là một cái sự cảm xúc, nó xuất phát từ cái từ tâm, họ thấy họ không muốn cho người này đau nữa, xuất phát từ cái chỗ này. Và họ dùng cái lực đó để họ xoa dịu người kia, cái người kia hết đau. Đây là một loại năng lực của tình thương, quá tán cái đau khổ của chúng sanh. Hay lắm. Chúng ta có thể thử một người bạn đang đau của mình, thì chúng ta sẽ thấy được là tâm lực mình có hay là chưa có. Với người đau của mình, thấy mình đưa tay vậy có hết cái tâm lực thôi. Vì đủ cái tình ngồi, đủ cái tình thương, đủ cái xúc động trước cái đau đớn của người khác, đủ cái thông cảm trước cái đau đớn của người khác, mình muốn xoa dịu, mình muốn quá tán là cái đau đó nó hết. Thật ra có khi họ không phải là thầy thuốc, nhưng mà họ xúc động sâu ở nơi tâm của họ là họ thương người này quá, họ muốn cho người này hết đau là người này sẽ hết đau, chứ không phải là thầy thuốc. Và cũng không có luyện cái này là không có luyện được đâu, cái tâm lực nó khác lắm. Mà các vị Bồ Tát luôn luôn lấy cái này để trang nghiêm thân mình. Và chính cái này mới là cái chỗ trang nghiêm thật